Omega 3 mặc dù rất tốt nhưng chúng ta phải lưu ý điều gì khi sử dụng? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay cùng bác sĩ Trí nhé. Đầu tiên chúng ta hãy cùng ngược dòng lịch sử về cách đây khoảng 50 năm vào những năm 1970. Ở Bắc Cực có một bộ tộc tên là bộ tộc Inuit. Các nhà quan sát đã thấy rằng bộ tộc này có tuổi thọ rất cao và tỷ lệ mắc bệnh tim rất ít. Và qua quan sát thì thấy rằng bộ tộc này có thói quen đó là ăn cá rất nhiều. Và qua nghiên cứu khoa học thì các nhà khoa học đã tìm ra những tác dụng tốt của omega 3 đối với sức khỏe của chúng ta. Và đó chính là lý do tại sao bộ tộc này có một sức khỏe tốt đến như vậy. Vậy thì omega 3 là gì? Omega 3 là một chất béo chưa bão hòa tốt, có vai trò quan trọng và thiết yếu đối với cơ thể của chúng ta. Omega 3 sẽ bao gồm 3 thành phần chính, đó là EPA và DHA sẽ có nhiều ở trong cá. Và bên cạnh đó là ALA sẽ có nhiều ở trong các loại hạt. Omega 3 có nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể của chúng ta, đối với hệ tim mạch. Omega 3 giúp cho chúng ta giảm được các chỉ số mỡ máu xấu, tăng được các chỉ số mỡ máu tốt. Omega 3 giúp cơ thể tăng cường sản xuất chất nitric oxit và đây là một chất có tác dụng giãn mạch, từ đó làm giảm sức cản mạch máu, dẫn đến là chỉ số huyết áp của chúng ta sẽ ổn định hơn. Ngoài ra, omega 3 còn giúp cho chúng ta giảm được các biến cố tim mạch như là các bệnh lý đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Đối với não bộ, omega 3 có tác dụng làm tăng cường sức khỏe não bộ. Đối với người già đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh sa sút trí tuệ, còn đối với trẻ em sẽ giúp tăng cường sức khỏe của trí não bao gồm trí nhớ và trí thông minh. Hẳn là chúng ta đã từng nghe tới câu chuyện ăn cá nhiều thì sẽ thông minh đúng không? Và đó chính là tác dụng của omega 3. Ngoài ra những tác dụng tốt khác của omega 3 như là tăng cường sức khỏe của mắt, giúp cho chúng ta giảm được tình trạng khô mắt, giúp cho chúng ta đẹp da, ngủ ngon hơn và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Một tác dụng quan trọng không thể không nhắc đến của omega 3 đó chính là tính chất chống viêm. Omega 3 giúp giảm sản xuất các chất trung gian gây viêm như là CRP hoặc là interleukin. Điều này sẽ làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể rất tốt cho những bệnh lý cơ xương khớp. Omega 3 tốt như vậy nhưng nó có những tác dụng phụ gì hay không? Mặc dù rất tốt, tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý một số tác dụng phụ của omega 3. Đầu tiên đó là omega 3 có thể gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa như là đầy hơi, khó tiêu hoặc là tiêu chảy. Và điều này thường xảy ra khi chúng ta dùng omega 3 từ dầu cá. Thứ hai đó là omega 3 có tác dụng làm loãng máu nhẹ. Điều này giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên đối với một số trường hợp người bệnh đang sử dụng các loại thuốc chống đông máu thì chúng ta cần thận trọng khi sử dụng omega 3 vì nó có thể làm tăng cường tác dụng loãng máu và gây ra chảy máu. Thứ ba là omega 3 có tác dụng gây hạ huyết áp nhẹ. Điều này rất tốt đối với những người bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên đối với những trường hợp cơ địa huyết áp thấp thì chúng ta cũng cần thận trọng khi sử dụng omega 3. Vậy thì sử dụng omega 3 lâu dài có an toàn hay không? Có một thử nghiệm đã thực hiện là bổ sung 12 gram dầu cá mỗi ngày, trong đó là bao gồm 6 gram omega 3 mỗi ngày liên tục trong vòng 2 năm và ghi nhận là không có bất kỳ tác dụng phụ nào nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên theo khuyến cáo của FDA là Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ, chúng ta chỉ nên bổ sung không quá 3 gram omega 3 bao gồm DHA và EPA mỗi ngày. Để có những tác dụng tốt nhất của omega 3, chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải sử dụng đúng hàm lượng. Bên cạnh đó, nếu chúng ta sử dụng dầu cá thì trong dầu cá có thành phần triglycerid và đây là một thành phần tan trong dầu, chúng ta phải uống vào thời điểm trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì mới hấp thu tốt. Còn nếu chúng ta sử dụng omega 3 từ nhuyễn thể thì có thành phần là phospholipid. Và đây là một thành phần tan trong nước, chúng ta có thể uống bất kỳ lúc nào trước ăn hoặc sau ăn đều hấp thu tốt. Để có những tác dụng tốt nhất của omega 3, chúng ta nên tham khảo ý kiến bác sĩ về cách chọn loại omega 3 và liều lượng dùng phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình nhé. Hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ bác sĩ Trí nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.